Sau cái bánh là cái bẫy, hiểu được định luật này thì không bao giờ bị mắc lừa. Quý vị thân mến, ai cũng đã từng mơ tưởng một ngày sẽ có một việc may mắn nào đó từ trên trời rơi xuống với mình. Nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì chưa chắc đã là may mắn, có thể nó còn là tai họa. Minh Đức xin kể một câu chuyện cười như thế này. Một cặp vợ chồng nhặt được hai tấm vé xem phim trước cửa nhà, không biết ai đã để lại, nhưng họ nghĩ dù sao cũng không có ai tới nhận nên đã mang vé đi xem phim. Ai ngờ sau khi họ đi xem phim trở về thì phát hiện đồ đạc trong nhà bị khoáng sạch, tên trộm đã để lại mảnh giấy với lời nhắn rằng: "Giờ thì biết ai mời ông bà đi xem phim rồi đúng không?" Mặc dù câu chuyện rất hài hước, nhưng nó đã minh họa cho một lý thuyết xã hội học nổi tiếng, định luật chiếc bánh. Nó có nghĩa là khi chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, nhất định sẽ có một cái bẫy đang chờ sẵn bạn trên mặt đất. Ai cũng đã từng mơ tưởng một ngày nào đó sẽ có một việc may mắn nào đó trên trời rơi xuống với mình. Nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì chưa chắc đã là may mắn, có thể nó còn là tai họa. Nó giống như một ngư dân đi câu cá, anh ta phải dùng mồi tươi để quấn quanh lưỡi câu. Hay những người đi săn phải đặt những món ăn ngon và hấp dẫn vào bẫy. Đằng sau miếng bánh đang thèm muốn có thể là một âm mưu hoặc một cái bẫy. Trên đời có rất nhiều cám dỗ, và chỉ những ai hiểu được định luật chiếc bánh, tĩnh tâm và có con mắt sáng suốt mới có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Cái lợi tự dưng tới không thể chiếm, dù chỉ là một cái lợi nhỏ nhưng đằng sau nó đều là những cái bẫy. Đây là bài học kinh nghiệm mà một người bạn văn thơ mới có được. Một lần, người bạn văn thơ đến một trung tâm mua sắm gần đó và một cô gái bước đến và mời cô trải nghiệm dịch vụ làm đẹp da mặt miễn phí, nói rằng thẩm mỹ viện của họ đang có chương trình khuyến mãi. Người bạn văn thơ đó nghĩ, dù sao cũng không mất tiền, tại sao lại không làm? Vì vậy, cô đã đi vào. Kết quả sau khi kết thúc liệu trình làm đẹp, cô gái yêu cầu cô trả 18 đô la. Cô ngạc nhiên hỏi, không phải miễn phí sao? Cô gái thẳng thắn nói, dịch vụ miễn phí, còn sản phẩm, dụng cụ thì phải do chị mua. Nếu không, để chị dùng đồ người khác đã dùng rồi thì sợ là chị sẽ không hài lòng. Cô nhìn vào miếng bánh bọt rửa mặt và túi sữa rửa mặt nhỏ mà cô đã dùng và đột nhiên cảm thấy bất lực, không còn lựa chọn nào khác. Đại thương nhân Hồ Tuyết Nham từng nói, thế gian không có cái lợi nào tự dưng mà chiếm được. Vì tham lợi, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Cũng như không có tình yêu mà không có lý do, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Vài ngày trước, cô Vân ở cùng khu phố đã bị mắc lừa lớn. Cô nhìn thấy thông báo du lịch đảo nghỉ mát 300.000 đồng trên tờ rơi của một công ty du lịch và bị thu hút, mặc dù ai đó đã nhắc nhở cô. Làm sao có chuyện tốt như vậy được? 300.000 đồng không đủ cho chuyến đi du lịch một ngày ở thành phố này, sao có thể có được chuyến đi 7 ngày? Cuối cùng, cô vẫn không nghe theo lời khuyên của người đó mà vẫn đi với công ty du lịch đó. Kết quả là cô phải chịu nhiều khoản phí và mua sắm bắt buộc bên ngoài và tiêu mất hơn 20 triệu đồng. Có câu nói tổng kết khá hay, không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, có rơi thì cũng chỉ là cái bánh xe. Vì vậy, dù có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng người bị rơi trúng chắc chắn không phải là người may mắn mà có khi còn phải trả giá đắt. Cám dỗ của đồng tiền. Gần đây trên mạng có một chuyện người thật việc thật. Có một cô gái 18 tuổi được một người đàn ông 44 tuổi làm quen. Người đàn ông này tự xưng là ông chủ giàu có và có thể cung cấp cho cô gái 100 triệu đồng mỗi tháng để cô thoải mái ăn tiêu. Lần đầu tiên cô gái được một người giàu có như vậy quan tâm, cô vui mừng khôn xiết. Ngay trong đêm gặp gỡ đó đã sống chung với ông ta. Sau đó, người đàn ông đã để lại một chiếc túi chứa 100 triệu đồng và bỏ đi. Nhưng khi cô gái mở chiếc túi ra, cô thấy nó chứa đầy tiền âm phủ. Cô gái lo lắng và chọn cách gọi cảnh sát. Sự việc này đã trở thành trò cười để mọi người bàn tán, nói rằng cô gái này bị tiền mê hoặc. Cho dù người đàn ông này có hứng thú với mình và định chi 100 triệu đồng thì cũng không mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Không sai, thủ đoạn của những kẻ lừa gạt dù không cao tay nhưng vẫn luôn có một số người bị lừa. Cô gái trên không kiềm chế được sự cám dỗ của đồng tiền, chấp nhận chiếc bánh do kẻ lừa gạt vẽ ra. Vì nghĩ rằng kẻ bên cạnh mình là người rất giàu có nên mới dễ bị lừa như thế. Và điều chúng ta khó có thể cự tuyệt không chỉ là sự mê hoặc của chính bản thân cái cám dỗ đó mà còn là cám dỗ của tâm lý cầu may. Tâm lý cầu may. Có một bà lão người Pháp
Khi bà ở tuổi 90, bà muốn tìm một người để ký thỏa thuận rằng trong suốt quãng đời còn lại của bà, nếu ai đó sẵn sàng trả cho bà 2.500 franc mỗi tháng sinh hoạt phí thì sau khi bà qua đời, mọi bất động sản của bà ấy sẽ thuộc về người đó. Một vị luật sư sau khi biết sự việc này cảm thấy đây quả là hợp đồng đơn giản và có lợi. Ông ấy nghĩ bà lão này đã già rồi, chỉ có thể sống vài năm. Việc bà ra đi chỉ một sớm một chiều. Không ngờ, khoản sinh hoạt phí mà luật sư phải trả là 30 năm. Bà cụ sống qua 120 tuổi cho đến khi vị luật sư qua đời mà bà cụ vẫn còn sống. Trong Thái Can Đàm có câu, đừng mưu cầu phúc không phải của mình, đừng tham lam thứ có được vô duyên vô cớ. Ở đời luôn có nhân quả tiềm ẩn, cái gì không phải của mình thì cầu cũng cầu không được. Không có phúc thì có vắt óc tính toán cũng chỉ hào phí công sức. Sau cái bánh là cái bẫy. Nếu một người không hiểu biết sâu sắc và chỉ tập trung vào miếng bánh ngon trước mắt, họ thường sẽ mất khả năng phát hiện ra những cái bẫy phía sau. Trong bộ phim truyền hình Trương Giang Hoàng Hà, vợ của Tống Vận Huy là Trình Khai Nhan vừa được chuyển đến Đông Hải và bị đồng nghiệp Tùy Xuân Phong lợi dụng với động cơ khác. Chồng của Tùy Xuân Phong muốn trở thành người phụ trách bến sông và muốn cầu cạnh quyền lực của Tống Vận Huy. Vì vậy, Xuân Phong không chỉ chủ động làm bạn với Trình Khai Nhan, cô ấy còn cố gắng hết sức giúp đỡ Khai Nhan trong công việc và còn tặng cho Khai Nhan một chiếc vòng có giá trị. Tống Vận Huy yêu cầu vợ trả lại chiếc vòng cho Xuân Phong nhưng Khai Nhan không nghĩ nhiều và bí mật giữ lại chiếc vòng. Sau đó, Tống Vận Huy biết được điều này và cảnh báo vợ. Lúc đầu, cô ấy tặng cho em chiếc vòng này để kiểm tra điểm giới hạn của chúng ta. Nếu em trả lại đồ, cô ấy sẽ biết nguyên tắc của anh. Những người thông minh như Tống Vận Huy đều biết rằng những bữa trưa miễn phí thường ẩn chứa những ý đồ bất chính và những lợi ích vô cớ đều là mồi nhử để đạt được mục tiêu của họ. Trên đời không có quá nhiều điều tốt đẹp tự dưng tới và bản chất con người luôn chạy theo lợi tránh hại. Đôi khi, cái gọi là người tốt chỉ dùng để chỉ những người có ích cho bản thân mà thôi. Người xưa nói, thế gian náo nhiệt chỉ có lợi mới lai vãng, lợi ích trước mắt có thể khảo nghiệm nhân tính tốt nhất. Vì vậy, trước những trao đổi bất bình đẳng về lợi ích và những mối quan hệ xã hội mơ hồ, chúng ta phải luôn mở rộng tầm mắt và xếp đặt tâm thái cho chính. Thường thì sự lựa chọn cám dỗ nhất không phải là cơ hội mà Thượng Đế ban cho bạn, mà là sự thử thách do ma quỷ dành cho bạn. Vì vậy, trước miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhất định cần suy nghĩ cho kỹ. Vua dầu mỏ Rockefeller đã nói, mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra, nhưng không có chuyện ăn không làm mà hưởng. Nhưng nhiều người vẫn có tâm lý cầu may, mơ tưởng vào những điều tốt đẹp nào đó từ trên trời rơi xuống để rồi ham rẻ đi đường tắt. Không ngờ nhặt cái rẻ nhất cũng là đắt nhất. Trên đời không có đường tắt, bởi vì con đường thẳng, ngắn sẽ trở thành hố sâu và tất cả quà tặng của số phận đã được định giá âm thầm. Doanh nhân Nhật Bản tài ba Inamori Kazuo nói rằng, nếu bạn không may mắn, hãy quên đi số phận và làm việc chăm chỉ. Bạn càng nỗ lực, bạn càng may mắn. Cái gọi là một phần làm việc chăm chỉ, một phần thu hoạch. Muốn có được thì phải bỏ công sức. Chỉ cần âm thầm nỗ lực thì mới có chuyện tốt. Đừng mong đợi những điều may mắn bất ngờ. Thực tế chính là cuộc sống. Với những nỗ lực nghiêm túc trong hiện tại mới có thể có một tương lai thuận buồm xuôi gió. Quý vị thân mến, chắc quý vị nghĩ rằng xem video này là hoàn toàn miễn phí. Rất tiếc là không. Mình Đức có một điều kiện, đó là nếu thấy chương trình ý nghĩa, đừng quên ấn like và chia sẻ tới nhiều người hơn nữa để lan tỏa thông điệp quý vị nhé. Chúc quý vị luôn tỉnh táo trước những bữa trưa miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.